Sáng hôm nay, đoàn chúng tôi bắt đầu cho một ngày mới, ngắm bình minh trên sông Hằng. Trong truyền thống văn hóa tâm linh của Ấn Độ, Hy Mã Lạp Sơn và sông Hằng được xem là hai hình ảnh thiêng liêng tiềm ẩn một sức mạnh nội tại, một khả năng siêu việt và một suối nguồn cảm xúc vô tận mà con người thường mơ ước đến. Nếu như vậy, Hy Mã Lạp Sơn là một biểu tượng cho sự vĩ đại và oai hùng của tinh thần dân tộc, thì sông Hằng cũng được ví như một nữ thần tự ái, luôn dang rộng đôi tay để bảo bọc, giữ nuôi và bồi đắp cho nền văn minh xứ Ấn suốt bao thiên niên kỷ qua. Đi thuyền trên sông Hằng có lẽ là cách trải nghiệm thú vị nhất để chúng tôi có thể tìm hiểu và cảm nhận được trọn vẹn không khí của một buổi sáng trong trẻo, thanh bình và thuần khiết trên sông. Hình ảnh mặt trời mọc ở sông Hằng được xem là diễm lệ và thiêng liêng nhất ở nơi đây. Quá trình tìm đạo, thành đạo và truyền đạo của Đức Phật cũng luôn gắn liền với dòng sông Hằng lịch sử. Thái tử Tất Đạt Đa từ kinh thành Ca Tỳ La Vệ, nơi miền núi tuyết, tìm đến vương quốc Ma Kiệt Đà nằm trên đồng bằng sông Hằng để tìm và học đạo với nhiều vị thầy tâm linh đức độ, và cuối cùng người đã chứng ngộ giải thoát bên bờ sông Ni Liên Thiền, một nhánh của dòng sông Hằng. Bản kinh Chuyển Pháp Luân đầu tiên mà Đức Phật đã tuyên thuyết để vận chuyển bánh xe Pháp khai sinh truyền thống Phật giáo cũng diễn ra tại Lộc Uyển thuộc đồng bằng sông Hằng. Gần 50 năm thuyết pháp độ sanh của Đức Phật, dòng sông đã gắn liền với sự nghiệp hoằng hóa của Ngài, cũng chính là sông Hằng thiêng liêng này. Vô số các vị ẩn sĩ, các bậc thánh nhân, các nhà hiền triết đã dành trọn đời mình để chiêm nghiệm, tu trì và truyền bá những tinh hoa tư tưởng tại những trú xứ thiêng liêng này. Dấu ấn về hành trang và sự nghiệp của họ vẫn còn lưu lại đâu đó trên những hang động heo hút thâm nghiêm, những triền đá treo leo, cô tịch của miền núi tuyết hay bên những dòng nước khi cuồn cuộn, khi êm ả. Những bãi cát mênh mông, những ngôi đền cổ kính sớm chiều vọng tiếng chuông ngân hòa trong âm thanh cầu nguyện theo ngữ điệu từ ngàn xưa và rực sáng với những ánh lửa kỳ ảo bên bờ sông Hằng lịch sử. Tất cả như càng được vun bồi bởi niềm kính cẩn và sự yêu thương luôn dâng trào trong mỗi người dân Ấn về con sông thiêng liêng và huyền bí.
Trước khi đến vườn Lộc Uyển, chúng tôi ghé thăm tháp Hạnh Ngộ, tháp Chokhandi. Tháp Hạnh Ngộ là một trong những tháp quan trọng của Phật giáo ở khu vườn Lộc Uyển Sanat. Tháp được xây trong khoảng từ thế kỷ thứ tư đến thứ sáu, bằng gạch hình vuông, xung quanh được bao quanh bởi một tháp hình tám cạnh. Đây là nơi kỷ niệm Đức Phật đã gặp lại năm anh em Kiều Trần Như, năm người bạn đồng tu với Ngài trước khi Ngài thành đạo. Giờ đây, qua bao nhiêu ngày thao thức chờ đợi, chúng tôi đã có đủ duyên lành đặt chân đến thánh tích vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp Luân. Chuyển Pháp Luân có nghĩa là Đức Phật thuyết giảng về quy luật tự nhiên của vạn vật. Sau khi đắc đạo dưới cây Bồ Đề, Đức Phật đã đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng với mong muốn hóa thân cho những người anh em đã từng cùng tu với mình là năm tôn giả Kiều Trần Như. Ngài đã băng rừng vượt suối qua hơn 120 km đến vườn Lộc Uyển để chuyển Pháp Luân lần đầu tiên tại đây. Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng đã hình thành và cũng từ đó ánh sáng giác ngộ của Đức Thế Tôn được truyền bá cho đến tận hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bước vào thánh tích, có lẽ hình ảnh uy nghiêm và to lớn của tháp Đa Mét là công trình trọng tâm ghi dấu nơi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên. Đây cũng là bảo tháp nổi bật nhất trong vườn Lộc Uyển này. Tháp Đa Mét được các nhà khảo cổ xác định xây dựng vào năm 300 trước Tây Lịch, khoảng triều đại vua A Dục. Chiều cao của tháp hiện tại là 31,1 m, với đường kính bên dưới là 28,3 m, lại được xây dựng trên một nền đất cao, càng làm cho ngôi bảo tháp trở nên hùng vĩ và trang nghiêm hơn. Suốt bao thế kỷ qua, tháp Đa Mét được cho là biểu tượng đầy bí ẩn mà nhiều nhà khoa học chưa hiểu rõ về mục đích xây dựng của nó. Mãi đến khi các nhà khảo cổ tìm được dòng chữ chuyển Pháp Luân ghi trong ngôi tháp, thì một người mới hiểu rằng tháp ra đời là để ghi dấu nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân. Hai bài kinh mà Đức Phật giảng nơi đây là Chuyển Pháp Luân và Vô Ngã Tướng. Chuyển Pháp Luân có nội dung là tứ diệu đế, bao gồm bốn chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Đây là ngôi tháp sau này vua A Dục đã xây dựng, đã đánh dấu nơi Đức Thế Tôn chuyển bánh xe pháp lần đầu tiên. Thì chính vị trí này Đức Thế Tôn đã thuyết bài kinh tứ diệu đế. Lúc đó ngài A Nhã Kiều Trần Như chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, còn bốn vị còn lại thì nghiệm lời Đức Thế Tôn nói thôi. Ba ngày sau, Đức Thế Tôn đã thuyết bài kinh Vô Ngã Tướng và năm thầy tỳ kheo đã chứng được quả vị Thánh A-La-Hán. Thì từ thời điểm đó, Đức Phật là Phật bảo, giáo pháp của Đức Phật thuyết chính là pháp bảo, và năm thầy tỳ kheo chính là tăng bảo. Thì chính vị trí nơi ngôi tháp này là vị trí đã hình thành nơi tam bảo trên thế gian này. Và vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, vua A Dục đã thân lâm đến đây và xây vị trí ngôi tháp này đánh dấu nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân. Và các triều đại sau, các vị vua Ca Ni Sắc Ca
thì đã trùng tu thêm. Ngày hôm nay đoàn chúng ta đến nơi thánh tích của Phật giáo, mặc dầu hiện tại đây còn một cái ngôi tháp đánh dấu nơi Đức Phật chuyển pháp luân, nhưng biết được vị trí năm xưa Đức Phật đã thuyết pháp, người con Phật chúng ta được diễm phúc, và nơi đây, chính nơi đây được hình thành tâm bảo cuộc đời sống tu học của chúng ta, thì chúng ta nên cố gắng học hỏi giáo pháp. Và sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn năm 58 sau Tây Lịch, nơi vị trí này đã hình thành nhiều ngôi trường và môi trường đào tạo quý thầy tu học. Ở nơi đây là một trung tâm phát triển về giáo dục ở chính vị trí này. Thế nên sau khi đi trong chuyến đi này, về quý Phật tử cố gắng mình học hỏi, nghiên cứu giáo pháp, lời dạy của Đức Phật nhiều hơn để cuộc sống của chúng ta được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống như nhiều thánh địa Phật giáo khác, vườn Lộc Uyển là một công viên rất rộng, bao quanh là hàng rào xây bằng đá. Ở đây, ngoại tháp lớn Đa Mét và nền tháp Dhamma Rajika do vua A Dục xây để thờ xá lợi của Đức Phật. Ngày nay, khu vườn Lộc Uyển không còn giữ được nguyên trạng như thời kỳ huy hoàng của Phật giáo, do nhiều phần đã bị phá hủy bởi những tín đồ đạo hội cực đoan. Tuy nhiên, vẫn còn những di tích sót lại thể hiện sự uy nghi của chốn thánh địa.